Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Vâng, do thời điểm bây giờ xe bán tải Ford Ranger đang hot đây. Em lại vừa mới nhập về một chiếc xe 2015 form mới biển 29C88039. Xe cực kỳ đẹp và em lấy vào thì nó cũng khá là hot. So với độ nóng của Ford Ranger thì em nghĩ cái chiếc xe này chất xe khá là đẹp. 15, 7 năm mà mới chạy đúng có 10 vạn mới thay một dàn lốp, mới cống cách con luôn. Đấy. Keo chỉ cánh cửa cốp trước cốp sau thì nguyên zin. Đấy, chất xe 10 vạn nha quý anh chị nhá. 10 vạn chuẩn luôn, lốp vừa mới thay một dàn lốp mới. Toàn bộ tổng thể xe thì đánh giá là khá là chất và đẹp đây. Chiếc xe này thì em Lợi cũng dự nó sẽ không ở cửa hàng em lâu đâu. Tại vì xe này thì cũng có nhiều bác trừ về mà các bác đã đặt hàng và can thiệp trước. Tổng thể xe thì khá là đẹp đây. Anh chị em nào mà có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lợi đây. Tại thời điểm này xe Ford Ranger đang khá là hot đấy. Do tình hình chiến tranh giữa Ukraine và Nga nên là linh kiện và phụ tùng xe nhập không nhập về được. Nên là khoảng chừng từ chết Tết đến giờ thì thậm chí các xe Ford Ranger, xe bán tải Chi Tông, đấy, xe D-Max và xe Hilux hiện tại đang tăng giá so với năm ngoái. Và có một số khách hàng mà năm ngoái mua xe bên em bây giờ bán lại chắc là vẫn không lỗ nghìn nào. Đấy. Thậm chí là sáng nay có một bác xuống mua con Ford Ranger của bên em năm ngoái là 630 triệu đời 2020. Năm nay em giả 650 triệu mà bác không đồng ý bán. Đấy. Tất cả những cái xe mà năm ngoái em bán thì cũng kính chúc toàn thể quý anh chị bình an. Đấy, trên mọi nẻo đường và lúc nào mà có nhu cầu bán thì lại alo em Lợi. Đấy, tại thời điểm này các bác mua, các bác mà có nhu cầu bán xe thì rất chi là được giá đấy. Thời điểm này anh chị em nào mà đẩy xe đi mua từ năm ngoái năm kia thì khẳng định với quý anh chị là được giá. Đấy. Vâng, về cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc Ford Ranger XLS 2015 form mới này thì khá là đẹp. Tổng thể xe lốp láp dày. Đấy, xe được trang bị nắp thùng kéo thanh thể thao. Bậc lên xuống giá nóc đấy rất chi là chuẩn chỉ, toàn bộ là sơn zin. Ở trên và cúi xe thì không có dấu hiệu bị lệch màu, chỉ có một số điểm ba đờ sốc vì bên em có sơn phẩy lại thôi. Đấy, lốp 5 quả nguyên một dàn mới cứng luôn. Đây là toàn bộ lốp của chiếc xe mới thay. Đấy, lốp còn khá là dày. Lốp này thì quý anh chị không phải lo nghĩ về lốp đâu, lốp la răng khá là đẹp. Đấy, từ các cái cụ lốp và lên sườn xe, tay nắm cánh cửa khá là đều và đẹp. Xe Ford Ranger số tự động sử dụng động cơ máy dầu 2.2, xe nhập nguyên chiếc Thái Lan. Đèn pha bi xi lông được độ lên và đèn gầm. Đấy, mặt ca lăng và chiếc xe biển kiểm soát 29C88039 tên tư nhân biển Hà Nội. Và với chiếc xe này thì bên em Lợi cũng hỗ trợ trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe. Và những xe mà bên em Lợi đã mang về cửa hàng cam kết với quý anh chị xe đẹp không tai nạn ngập nước, nếu và có cam kết bằng văn bản cho quý anh chị nếu quý anh chị đến xem xe mượn thợ hoặc là mang ra hàng kiểm tra phát hiện đâm đụng tai nạn, bên em Lợi bồi thường 50 triệu tiền đi lại cho quý khách hàng. Đấy, toàn bộ cái đèn hậu của chiếc xe này, đèn hậu và camera lùi, phần gầm của chiếc xe thì khá là đẹp đây, toàn bộ phần gầm khô ráo không có dấu hiệu bị chảy dầu. Phần lót thùng của chiếc xe thì đều đẹp, nắp kéo, toàn bộ lót thùng nắp kéo, các cái phần gầm phía sau của chiếc xe và trải sàn không bị móp méo. Đặc biệt là các phần chỉ cốp sau sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên. Còn nội thất bên trong của chiếc xe thì được trang bị ghế da và toàn bộ mà 4 cánh cửa là nguyên bản từ đầu, cốp chỉ cánh cửa là nguyên zin. Đây là toàn bộ xe nội thất bên trong, táp ly bóng khí là nguyên bản. Xe được trang bị thêm màn hình DVD và sử dụng hộp số tự động. Từ các cái trải sàn và lót sàn xe thì đều được trang bị lót sàn da.
Đây là của số hộp số tự động. Ford Ranger XLS số tự động. Một cầu. Máy dầu. Đó, toàn bộ các cái phần táp ly, tay nắm, cánh cửa chỉ nguyên zin. Chỉ nguyên bản từ đầu. Và các cái thông số kính thì em loại đều kiểm tra, đều của hàng Ford và đều có số 5. Theo năm sản xuất 2015 của chiếc xe. Đây là toàn bộ cánh cửa phía sau và nội thất ghế phía sau của chiếc xe khá là đẹp rồi. Xe được trang bị trần da. Từ các cái tay nắm cửa và táp ly bóng khí nguyên zin. Vô lăng củ số của chiếc xe thì toàn bộ là nguyên bản từ đầu. Đây là toàn bộ cái phần táp ly của chiếc xe. Các cái phần ốc cột cánh cửa là nguyên zin. Nội thất xe, vô lăng của chiếc xe thì khá là đẹp đây. Tổng thể audio là 11 vạn. Đây là toàn bộ cái phần máy của chiếc xe. Máy cam kết với quý anh chị là máy nguyên bản nhá. Quý khách hàng đến kiểm tra xe, máy không còn nguyên bản, bồi thường 50 triệu tiền đi lại luôn. Từ các cái phần cổ bô, cổ xả rất chi là sáng. Ốc tai của chiếc xe thì toàn bộ là nguyên zin. Ốc cabo nguyên bản từ đầu. Chỉ cabo này, cốp đinh bấm đinh dập. Từ cái phần đầu của chiếc xe và két nước là tem mác đầy đủ nguyên zin. Và đây là tiếng động cơ đang hoạt động đây. Máy dầu 2.2 chạy khá là êm ái. Vâng, vừa rồi em Lội vừa giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Ford Ranger sản xuất 2015, số tự động XLS, máy dầu, xe biển 29C88039. Quý anh chị nào có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lội qua số điện thoại 0986 265 090. Xin chào và gặp lại quý vị các bạn.